Bạn muốn mua robot thì hãy đến với shop robotviet.com. Ở đây chúng mình có giá robot chính hãng, giá robot group và cả thêm một cái giao dịch mới, đó chính là giá server game. Thì tùy theo các bạn lựa chọn nhé. Riêng về phần giá group á, các bạn mua thì các bạn phải chọn một cái group nào đó có nhiều robot, xong sau đó thì join sẵn một cái group. Rồi chờ 14 ngày sau thì các bạn có thể rút được robot từ cái group đó. Còn về cái phần mà giá server game ấy, thì các bạn sẽ bấm vô cho mình cái chỗ server game như thế này. Rồi, và bắt đầu các bạn sẽ chọn cái số robot mà các bạn muốn giao dịch như thế nào đó. Thì cứ làm theo những các bước, sẽ có một cái video hướng dẫn để các bạn mua server game ấy. Hoặc là các bạn click vô phần mô tả của video này, mình có để cái link video hướng dẫn các bạn mua bằng cái server game ấy. Thì server game nó sẽ nhanh hơn, chỉ mất khoảng 5 ngày thôi. Còn mà Robux Group ấy, thì các bạn sẽ mất 14 ngày nha. Ok, cảm ơn các bạn. Moshi Moshi, hello mọi người, mình là Mai Phương đây. Thì hôm nay mình có một cái phát hiện rất là bất ngờ với mình luôn. Mình không biết là những bạn đã có biết hay chưa. Thì trong một lần mình tìm trên Avatar Shop á, thì để mình coi những cái vật phẩm mà sắp tới sẽ ra mắt từ sự kiện Proxy World lần thứ 8 thì nó sẽ có gì. Thì khi mà mình kéo tìm nào là những cái vật phẩm mà mới cập nhật update như thế này này, các bạn thấy không? Thì mình đã phát hiện ra Roblox đã upsell những cái vật phẩm rất là thịnh hành, rất là được nhiều người mua, nhưng mà nó đã upsell rồi, nó không mở bán nữa. Mình hơi bị bất ngờ luôn. Thì các bạn theo chân mình này, mình sẽ kéo xuống ngay thôi. Đâu rồi ta? Đây. Trước mắt thì các bạn có thể nhìn thấy có một số vật phẩm họ đã upsell rồi. Như là cụ thể là cái nón này, nón lá nè mấy bạn thấy không? Hồi trước là mấy bạn Việt Nam mình rất là hay mua cái này, tại vì nó là biểu tượng của Việt Nam á, nón lá đồ. Đây, nó đã upsell rồi. Tiếp theo đó, đây, các bạn thấy nguyên một dãy luôn. Kitty Air nè, các bạn nhìn thấy là cái đầu mèo này, cái tai mèo này là anh Kia hay mua dùng nè. Rồi cả cái cánh, rồi cả đầu ếch nữa. Đầu ếch này mình thấy cũng có nhiều người rất là mua luôn. Đây, thêm nữa nè, cái mũi đỏ đỏ nè. Còn cái đuôi cáo, ủa, cái đuôi sói. Rồi cái mặt nạ nè, cái mặt nạ quốc dân luôn á mọi người, mặt nạ gấu nè. Ủa, khẩu trang gấu chứ. Cái khẩu trang gấu, nói vậy mới đúng, khẩu trang gấu. Này nó đã upsell rồi, mình không hiểu tại sao Roblox nó lại upsell mấy cái vật phẩm mà được gọi là khá là nhiều người mua nữa. Đây, thì mình tạm thời là mình chỉ kéo được tới cái trang này thôi. Những cái trang này là mấy vật phẩm này là upsell. Còn đây là những vật phẩm khác thì là của người dùng tạo thì là không tính đi, tại vì có một số lỗi này kia thì họ sẽ phải upsell, họ sẽ không mở bán. Tạm thời là mình chỉ thấy được những cái vật phẩm đó là nó đã bị Roblox cho upsell rồi. Đây, để mình trở lại, mình click vô một cái vật phẩm cụ thể cho các bạn coi thử nha. Những bạn nào mua rồi thì đương nhiên là vẫn sẽ còn trong inventory của mình. Nhưng mà những bạn nào mà chưa mua thì sẽ không mua được. Mình không biết là cái này là upsell tạm thời hay là upsell vĩnh viễn nữa, hay là nó upsell xong rồi nó sẽ mở giảm giá ta, mở bán giảm giá. Thì rất là lâu rồi, tầm 2 năm rồi mình chưa thấy Roblox giảm giá. Thì các bạn nhìn thấy không, bây giờ đâu còn mua được nữa đâu. Hình như mình nhớ là cái vật phẩm này là 125 robux. Theo cái đầu của mình là nhớ như vậy, mà không biết phải đúng giá vậy không nữa. Rồi, xong luôn những cái vật phẩm mà hoài niệm kỷ niệm chúng ta đã không còn mua được ở thời điểm hiện tại nữa. Sau đây nhờ. Và những bạn nào có những khám phá nào đặc sắc nữa thì hãy để lại comment cho mình biết nhé. Tạm thời đây là những cái phát hiện mà mình tìm ra đấy, và gửi đến thông báo đến các bạn.